Mến thương trong diễn đàn. Đầu chương trình thì Trung Nguyên hỏi là tất cả cô chú anh chị em các bạn có nghe được âm thanh và hình ảnh tốt hay không? Chủ đề của ngày hôm nay thì Trung Nguyên cập nhật những bản tin mới nhất liên quan đến chiến sự của Ukraine, tình hình bắt đầu qua và những giai đoạn khó khăn cho cả hai bên. Không phải riêng biệt vì cho đất nước Nga hay là Ukraine không, mà tình hình chúng ta đều thấy rõ được hai bên đều cạn kiệt vũ khí. Tình hình khá là nguy kịch, đặc biệt là người dân thường. Những cái người dân đang còn kẹt ở tại trong những nơi chiến địa đang kịch liệt. Nguyên sẽ cập nhật những tình hình chiến sự, có những tin vui và cũng có tin buồn cho đất nước Ukraine. Ngoài ra thì Nguyên sẽ chia sẻ cùng cô chú anh chị em những bản tin ngoại giao. Hiện bây giờ cái vấn đề mà gia nhập Ukraine trở thành Liên minh châu Âu đã trở thành cái điểm nóng. Và đây là những cái bản tin đầu tiên liên quan đến cái vấn đề này mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Ngày hôm qua, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Liên minh châu Âu, đã ghé thủ đô Kiev thêm một lần nữa. Đây là chuyến đi thứ hai của bà ta. Bà ta đến nơi đó để nhìn thấy được cái tình hình thực tế. Bà ta có hai trách nhiệm lớn. Trách nhiệm thứ nhất là gửi một thông điệp cho Tổng thống Zelensky về cái vấn đề gia nhập Liên minh châu Âu trong những mấy ngày kế tiếp. Thứ hai là bà ta muốn nhìn thấy sự thực tế của người dân Ukraine như thế nào để Liên minh châu Âu có thể giúp đỡ về cái nền kinh tế. Lời phát biểu chính thức của bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Liên minh châu Âu sau đây. Bà ta nói rằng là chúng tôi sẽ giúp đỡ Ukraine để xây dựng đất nước trở lại. Và chúng tôi sẽ làm tạo ra cái không khí, cái nơi đất nước Ukraine là một cái nơi điểm đến để cho nhiều nhà đầu tư sẽ đầu tư tại đất nước Ukraine trong những năm tháng kế tiếp. Chúng tôi sẽ cố gắng viện trợ về y tế, cả luôn về kinh tế cho đất nước Ukraine để mau chóng hồi phục lại từ giống như ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi ủng hộ hết mình về Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Thì nói thật, về cá nhân của bà Ursula von der Leyen thì bà ta là những người có thể nói Nguyên đó là ủng hộ hết mình về đất nước Ukraine. Đây là chuyến đi thăm thứ hai của bà ta. Và bà ta đã nỗ lực hết mình để làm cho Ukraine gia nhập được Liên minh châu Âu. Hiện bây giờ trong những ngày kế tiếp sẽ có một buổi họp, sẽ có một câu trả lời chính thức cho Ukraine là Ukraine có gia nhập được hay không, hay chừng nào Ukraine gia nhập. Bà Ursula von der Leyen cũng có nêu lên vài vấn đề. Bà ta nói rằng là tôi đã thấy được cái sự nỗ lực của chính phủ của Ukraine đã thay đổi rất là nhiều trong những năm gần đây. Nhưng về vấn đề hối lộ vẫn còn. Và tôi mong rằng là cái việc này đất nước Ukraine phải cải tiến nhiều hơn. Đất nước Ukraine hãy làm tốt hơn. Cô chú và anh chị em. Thì các cô chú anh chị em các bạn mến thương cũng đã thấy rõ được. Trước khi Zelensky trở thành tổng thống, thì cái đất nước Ukraine là một cái quốc gia thật nó là tham nhũng tột cùng, không thua về Việt Nam chúng ta. Một cái quốc gia bị người ta giật dây chánh trị, hết Nga, hết châu Âu, hết Hoa Kỳ, tất cả hệ thống một cái quốc gia tham nhũng. Tại sao người ta nói là đất nước Ukraine màu mỡ, đất nước Ukraine rộng lớn, là một cái cầu nối giữa phía bên Đông và Tây, mà tại sao đất nước Ukraine vẫn nghèo? Vì cái bộ máy chính trị của Ukraine trong nhiều năm tháng vừa qua là một cái bộ máy bị Nga giật dây. Nga lúc nào cũng không muốn. Xin lỗi. Cái micro của Nguyên nó bị sức kia. Nga không bao giờ muốn Ukraine ngóc đầu lên cả. Vì trong tâm trí của đất nước Nga, họ lúc nào cũng muốn thao túng Ukraine cũng giống như là Belarus. Nhưng Ukraine thì họ đã chọn cái con đường đi khác, đó là đường tự do. Vì Ukraine muốn gia nhập Liên minh châu Âu, muốn gia nhập Liên minh NATO, nên ông Putin mới không chấp nhận được và ông ta mới phát một cuộc chiến tranh để xâm lược Ukraine. Vì trong bộ não của ông Putin, Ukraine là Nga. Dân tộc Ukraine không có. Dân tộc Ukraine là do Tây phương dựng lên để làm hao mòn sức lực của Nga. Trong tâm trí của ông Putin là như thế. Nên là ông ta đã phát động một cuộc chiến tranh và cáo buộc rằng chính là do Tây phương nói chung đã giật dây sau lưng. Ông ta phải bảo vệ đất nước của mình bằng cách xâm lược Ukraine cho bằng được. Thì các quý vị cũng biết là cái vấn đề gia nhập Liên minh châu Âu đối với Ukraine bây giờ có vài quốc gia gào cản. Những quốc gia cuộc Liên Xô cũ giống như là Ba Lan, Litva, Estonia, Lithuania, Romania, Czech
những cái quốc gia đó họ ủng hộ Ukraine gia nhập. Nhưng những quốc gia ở miền Bắc Âu, thí dụ như nó là Na Uy, Phần Lan, Pháp, thì họ còn khá là thận trọng. Vì họ thấy rằng là cái xã hội của Ukraine chưa có ổn định, Ukraine đang chiến tranh và bộ máy chính trị của Ukraine có quá nhiều người còn thân Nga. Nên hiện bây giờ cái câu trả lời chính thức của Ukraine gia nhập vào châu Âu, nó sẽ làm ảnh hưởng vào cái chuyến đi của Tổng thống Pháp sắp sửa đến đây. Đó là lời phát biểu của chuyến đi của bà Ursula von der Leyen. Còn riêng biệt về Tổng thống Zelensky, ông ta cũng phát biểu với bà Ursula von der Leyen một cái vấn đề. Ông ta nói rằng là chúng tôi là một nạn nhân của một cuộc chiến tranh. Chúng tôi lúc nào cũng nỗ lực hết sức của mình để gia nhập vào Liên minh châu Âu. Các cái vậy cho chúng tôi gia nhập, nó sẽ tăng lên cái sức mạnh của các quý vị mà thôi. Vì thực tế, Putin không phải chỉ có nhắm riêng biệt về đất nước Ukraine không. Đất nước Ukraine chỉ là cái khởi đầu. Nếu ông ta thành công tại Ukraine, thì ông ta sẽ tiếp tục tấn công vào nhiều quốc gia khác. Hãy bảo vệ chúng tôi là bảo vệ chính các quý vị. Hãy cho chúng tôi gia nhập vào Liên minh châu Âu, sẽ tăng cường sức mạnh và các quý vị hãy hiểu điều đó. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky với cùng bà Ursula von der Leyen, một thông điệp rõ nét để gửi cho tất cả Liên minh châu Âu trong những ngày kế tiếp. Có một bản tin rất là lạ kỳ và rất là thú vị của ngày hôm nay mà Nguyên nghĩ là không đưa thì đáng tiếc quá. Ngày hôm qua thì Tổng thống Pháp đã chính thức công bố cái lịch trình của ông ta đi là ghé Romania, Moldova, sau đó ông ta mới ghé Ukraine. Có thể nói là một cái vị lãnh đạo muộn màng nhất trong tất cả những lãnh đạo hàng đầu của những quốc gia Liên minh châu Âu. Nhưng mà đợt này, cho Nguyên hỏi một câu hỏi, tại sao đợt này ông ta không đi một mình, mà ông ta còn rủ thêm hai ông nữa? Một nguồn tin hiện bây giờ chưa biết chắc chắn 100%, nhưng theo một nguồn tin báo chí của Đức và cả luôn Italy công bố là sẽ là Thủ tướng Olaf Scholz và ông Mario, Thủ tướng của Italy, cũng sẽ đi cùng một lượt với Tổng thống Pháp đi đến Ukraine. Ba vị Tổng thống châu Âu hàng đầu của châu Âu, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý sẽ đến một lượt, có nghĩa là sẽ đến vào bữa thứ 5 hay bữa thứ 6 ở tại Kiev, thủ đô của Ukraine, để gặp Tổng thống Zelensky. Châu Nguyên hỏi các cô chú anh chị em tại sao như thế? Thủ tướng Ý ông ta đã đến rồi, ông Olaf Scholz thì chưa có đến. Vì đợt trước Ukraine từ chối và không đồng thuận với cái quan điểm nó Olaf Scholz chưa có đến. Nhưng mà tại sao đợt này ba vị này đến tại Ukraine một lúc? Có một vị khá là thú vị đó, viết kêu là đi đông để đỡ sợ. Có thể Nguyên nghĩ là ông Tổng thống Pháp của Nguyên ấy, ông nói bây giờ tao đi mình ơn, tao gung quá. Tao gung quá, để tao điện thoại mấy ông anh, mấy ông bạn của tao đi chung, để tao đỡ sợ một chút xíu. Đúng không? Tao đã không muốn đi rồi. Ông Tổng Pháp của tao đã không muốn đi mà tụi nó cứ kéo hoài, nó kêu hoài à. Thế giới nó cứ kêu hoài à. Diễn đàn của thằng Nguyên nó cũng kêu hoài, bắt buộc tao phải đi. Bây giờ tao đi rồi mà tao đi tao sợ quá. Nên là tao phải kêu ông Đức đi chung với tao và kêu ông Ý đi chung với tao. Bây giờ ba ông sẽ đến một lượt. Có thể nói là đây là lần đầu tiên ba nhà lãnh tụ hàng đầu của châu Âu cùng nhau đi đến gặp Tổng thống Zelensky ở tại thủ đô Kiev một lượt các quý vị. Đây có thể nói là lần đầu tiên chưa bao giờ có. Nguyên không biết ông có sợ hay không, nhưng mà Nguyên không biết lý do tại sao Tổng thống Pháp của Nguyên ông rủ nhiều người đi như vậy. Cái điều đó là Nguyên hỏi với các quý vị thôi. Thì có cái vị vừa viết cho Nguyên đó là ông sợ, đông đỡ sợ, đúng vậy. Vì thực tế thì ngày hôm nay không có một cái tỉnh thành nào ở tại đất nước Ukraine là an toàn hết. Không có một tỉnh thành nào có thể tránh khỏi bom đạn của Nga cả. Nga bắn bất cứ lúc nào không ai biết. Điển hình vài ngày vừa qua thì Nga cũng đã bắn vào thủ đô, cũng đã làm một người tử vong và mười mấy hai chục người đã bị thương. Thì không ai biết được là cái chuyến đi của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, khi đến thủ đô rồi có tên lửa của Nga bắn vào hay không, có bắn trúng ông hay không là một chuyện mà chúng ta không biết được. Nên là cái lý do đó mà trong những ngày kế tiếp thì sẽ có ba nhà lãnh tụ này sẽ đi cùng Tổng thống Pháp ghé thăm Kiev. Theo những báo chí và của những nhà lãnh tụ công bố, chúng ta biết rằng cái lý do mà ba vị này đi đến, vì là cái lý do
trong những ngày kế tiếp sẽ có một buổi họp chính thức để có câu trả lời cho Ukraine là Ukraine có gia nhập được liên minh châu Âu hay không. Mà các quý vị cũng biết là ba vị lãnh tụ này là ba những vị lãnh tụ hàng đầu của liên minh châu Âu. Họ được sự giúp đỡ và đồng thuận của ba quốc gia này thì có thể nói là cái sự thành công của Ukraine gia nhập vào liên minh châu Âu nó có phần trăm cao hơn nhiều. Đặc biệt là quốc gia Pháp trong thời gian vừa qua có những lời phát biểu là Ukraine gia nhập vào liên minh châu Âu ít nhất phải cần 20 năm nữa. Những cái giọng điệu đó của Pháp đã từng có phát biểu. Và cái chuyến đi của ông Emmanuel Macron này, ngoài cái vấn đề gia nhập liên minh châu Âu, còn một cái vấn đề quân sự, rồi vấn đề của lương thực để giải quyết. Hiện bây giờ cái bờ biển Odessa, hiện bây giờ không dám, phía bên Ukraine và nhiều quốc gia khác cũng không dám dùng tàu bè của mình để mua lương thực ở tại nơi đó. Vì sợ thủy lôi, sợ Nga cướp, có thể nói dùng là sợ Nga cướp lương thực dọc đường. Nên là lý do đó, hiện bây giờ cái vấn đề đường thủy cũng không giải quyết. Tuy rằng Pháp có lên tiếng rằng Pháp sẽ bảo đảm an toàn vấn đề hàng hải ở tại vùng biển đen để có thể giải cứu được lương thực. Nhưng hiện bây giờ Pháp nói nhưng Pháp cũng chưa có làm. Có thể đợt này giữa Pháp, Đức và Ý khi đến Kiev họ sẽ cam kết cái sự bảo đảm hàng hải ở biển đen để giúp đỡ thông hàng hóa ở tại vùng biển Odessa mà có khoảng 30 triệu tấn lương thực đang bị kẹt. Đây là những vấn đề mà của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý phải giải quyết khi cái chuyến đi gặp Tổng thống Zelensky. Ngoài ra thì cô chú anh chị em cũng biết thì hiện bây giờ Ukraine đang cần vũ khí. Thì thế nào cái vấn đề đi đến thì Nguyên mong là họ là những cái người biết người ta cần cái gì. Đi đến nhà người ta cũng phải tặng cho một món quà nào đó nó có giá trị. Thì Nguyên nghĩ là họ biết là hiện bây giờ họ cần cái gì để mà tặng quà. Hát cô chú và anh chị em. Đó là cái điều mong đợi thôi. Cái điều mong đợi. Và cái chuyến đi sắp tới của ông Tổng thống Pháp với hai vị lãnh tụ đồng cấp của ông ta sẽ đi đến Ukraine vào bữa thứ 5 hay bữa thứ 6. Hiện bây giờ nó còn chưa có công bố cái ngày chính xác. Bởi vì tại sao mà các quý vị biết tại sao mà không công bố cái ngày chính xác không? Vì sợ là Putin biết, lỡ Putin bắn vào thì sao? Nên họ không nói chúng ta biết là bữa thứ 5 hay bữa thứ 6 họ sẽ đến Kiev, nên không công bố cái ngày chính thức. Nên là Nguyên cũng không nắm rõ là ngày mấy giờ chính thức, không ai biết điều đó cả. Hiện bây giờ nó vẫn còn mập mờ là trong 2 ngày này, ba vị này sẽ đến thủ đô Kiev. Cô chú anh chị em. Đó là chúng ta mong để coi những cái chuyến đi của họ đến thủ đô Kiev sẽ có những cái gì thay đổi, nó có cái gì đột phá mới hay không, nó có cái gì mới lạ hay không, hả cô chú và anh chị em, nó có cái gì mới lạ hay không. Nếu có những sự kiện mới lạ, nóng bỏng, sôi động thì Nguyên sẽ cập nhật và chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật một bản tin vui, nho nhỏ. Theo bản tin từ quốc phòng của quân đội Ukraine công bố chính thức, thì là họ đang mới nhận được cái hệ thống Starlink vệ tinh mới của Elon Musk. Hệ thống để cho họ liên lạc với nhau hữu hiệu hơn nữa. Và tập đoàn của nhà tỷ phú Elon Musk đã gửi cho tất cả quân đội thêm một cái hệ thống mới. Họ cảm ơn rất là nhiều nhà tỷ phú Elon Musk đã giúp đỡ họ để cho họ có thể liên lạc được với binh sĩ ở tại những nơi tuyền chuyến. Và những hệ thống lái này nó sẽ tốt hơn những cái hệ thống cũ mà tập đoàn công ty StarX của Elon Musk đã cung cấp cho họ. Và đây là một cái bản tin nho nhỏ vui vui mà chúng ta thấy được nhà tỷ phú Elon Musk, ông ta giúp đỡ Ukraine hết mình về cái lãnh vực này. Và cũng bởi vì ông ta giúp đỡ hết mình nên hiện bây giờ sinh mạng của nhà tỷ phú Elon Musk đang bị đe dọa. Trong những ngày gần đây thì tỷ phú Elon Musk, ông ta rất là cẩn thận với những cái bước đi đứng của mình và ông ta phải bỏ tiền nhiều hơn để mua mướn bảo vệ mình. Vì sinh mạng của ông ta đã được đặt vào trong những cái người hàng đầu cần phải tiêu hủy đối với Nga, cô chú và anh chị em. Nói về vệ tinh, nói về thông tin, nói về Internet thì có một bản tin khá là thú vị đây. Chắc quý vị còn nhớ là cách đây vài ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga có công bố sau đây. Nếu tiếp tục tấn công vào những trang mạng quốc phòng của họ hay là hạ tầng đất nước của họ, tấn công vào Internet, Nga sẽ trực tiếp khai chiến với Liên minh NATO. Đây là lời khẳng định của ông Sergei Lavrov, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga cách đây 1-2 ngày. Thì sau cái lời phát biểu này, thì mấy hacker nó quá sợ các quý vị. Sau lời phát biểu mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước mặt báo chí của toàn cầu, nếu mà tiếp tục hack vào những trang mạng hạ tầng của đất nước của họ, thì họ khai chiến với NATO. Thì mấy anh hacker, mấy cái anh mà kêu là anh hùng sau lưng cái màn phím đó, thì mấy anh sợ quá. Nên cái ảnh chuyện gì ngày hôm qua anh đã làm? Anh đã hack vào một cái hệ thống radio. Vào tầm 8-9 giờ đêm, hệ thống radio đang phát đài của tiếng Nga bỗng nhiên bị ngừng. Sau đó chuyện gì xảy ra, cô chú anh chị em? Mở nhạc quốc ca của Ukraine lên. Sau mở cái bản nhạc quốc ca của Ukraine xong, mở thêm một bản chống chiến tranh. Vào tầm 9-10 giờ cỡ đó, về giờ đêm của đó, đài radio tản quả hết, phải tắt sóng ngay lập tức. Nhưng mà các quý vị thấy điều là, thì đó bị tấn công rồi đó, có chiến tranh đâu, có chiến tranh đâu. Những cái lời mà của ông Sergei Lavrov, ông nói rằng là nếu tiếp tục tấn công vào hạ tầng của đất nước của ông ta, thì ông ta sẽ bước vào một cuộc chiến tranh. Đó, bây giờ tấn công vào đất nước Nga, về đài truyền thông của Nga rồi đó. Rồi Nga có đánh chiến tranh đâu, làm gì đánh nổi, làm gì dám. Hiện bây giờ Nga đã bị què một chân một tay rồi. Đánh với Ukraine, Nga đã bị thiệt hại nặng nề rồi. Bây giờ binh sĩ đã thiệt hại, vũ khí đã cạn kiệt rồi. Bây giờ đánh với NATO lấy cái gì mà đánh? Lấy cái gì mà đánh? Hăm dọa thì chỉ có hăm dọa thôi. Chứ thực tế bây giờ Nga vẫn thừa biết họ không thể nào đối kháng với NATO vì vũ khí họ cạn kiệt. Nên là họ nói thì họ nói, nhưng mà họ nói hiện bây giờ người ta có sợ họ đâu. Điển hình là hacker họ vẫn tiếp tục hack. Họ vẫn tiếp tục hack. Họ vẫn tiếp tục làm đó. Rồi bây giờ làm gì họ? Thì đây là một cái bản tin nho nhỏ cũng khá là thú vị mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật lại cái tình hình cuộc chiến tranh đang sôi động ở vùng Donbass và vùng miền Nam. Vì hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó xảy ra ở tại miền Nam và vùng Donbass. Thường là chúng ta nói về vùng Donbass nhiều, nhưng chúng ta ít có nói vùng miền Nam. Đặc biệt là vùng miền Nam, ngày hôm nay chúng ta có cái bản tin cực kỳ vui, chính là Tổng thống Zelensky tự công bố chúng ta biết luôn. Cách đây vài tiếng đồng hồ trước, Tổng thống Zelensky đã công bố với đài truyền hình ở trong đất nước của mình. Ông ta công bố rằng là cái sự anh dũng của binh sĩ của chúng ta đã đạt được kỳ tích. Cho tôi nhắc lại là Nga đã công bố là cuối tháng 5 họ phải lấy trọn vẹn vùng Donbass. Nhưng tới ngày hôm nay họ vẫn chưa đạt được cái mục tiêu này. Ở tại thành phố Severodonetsk, chúng ta vẫn tiếp tục giao tranh. Cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra tại trong thành phố. Chúng ta đã đánh lùi được kẻ địch rất là nhiều ở tại Severodonetsk. Hiện bây giờ hai bên vẫn tiếp tục. Đây là những công sức, những binh sĩ anh hùng đã bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta hãy ủng hộ họ, ca ngợi cái sự dũng cảm của họ. Và tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ đạt được nhiều kỳ tích hơn nữa, điển hình giống như tại miền Nam. Hiện bây giờ ở tại thành phố Zaporizhzhia, Tổng thống Zelensky nói chúng ta đã lấy được rất là nhiều thị trấn và những làng ở thành phố Zaporizhzhia. Thành phố Zaporizhzhia là một cái thành phố hiện bây giờ có cái nhà máy hạt nhân hàng đầu của Ukraine, lớn nhất của châu Âu, mà do Nga đang quản lý bây giờ. Hiện bây giờ mục tiêu của quân đội Ukraine là lấy lại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Và hiện bây giờ ngày hôm qua họ đã đạt được rất là nhiều ở tại thành phố Zaporizhzhia, và trong những ngày kế tiếp họ sẽ lấy lại nhà máy hạt nhân trong tay của Nga. Các quý vị, vì họ sợ là Nga sẽ sử dụng nó làm đe dọa đến họ. Thí dụ Nga có thể làm nổ nhà máy hạt nhân, Nga có thể dùng đó để mà uy hiếp họ. Nên họ phải lấy lại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Và sự phản công của họ tối của ngày hôm qua đã đạt được nhiều thành quả. Và Tổng thống Zelensky phải ca ngợi sự anh dũng tài ba của những binh sĩ Ukraine. Trong mấy ngày gần đây thì ở tại miền Nam Kherson, Mitipol hay là gần Mykolaiv,
quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành tích, có thể nói là không ngờ được, không ngờ được. Sự phản công của quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công, và đặc biệt hiện bây giờ quân đội của Nga phải bắt đầu càng ngày càng lùi, càng ngày càng lùi. Vì Ukraine không thể để cho Nga biến Kherson trở thành đất nước Nga, khi những cái mưu đồ của Nga đang cung cấp passport cho người dân Ukraine, đang dùng tiền Nga sử dụng tại đất nước Kherson và đang đổi tất cả bản số bằng tiếng Nga và dạy trường học dạy bằng tiếng Nga. Nên lý do đó mà chính phủ Ukraine không thể biến cái này thành sự thật. Họ phải đánh mau, gút mau. Nên là trong mấy ngày gần đây thì ở tại Donbass không được sự viện trợ, thì cũng giống như cái chiến lược của Nguyên nói, là Donbass là phòng thủ, miền Nam chúng ta tấn công. Ở Donbass chúng ta có một cái lực lượng quân đội Nga rất là đông, chúng ta dồn binh ở tại nơi đó chỉ có làm tổn thương và thiệt hại nhiều mà thôi, mà cũng không đạt được mục tiêu, cũng không đánh lùi được kẻ địch. Chúng ta chỉ cần phòng thủ tốt, làm hao mòn sức lực của quân đội của Nga ở tại vùng Donbass. Chúng ta tập trung hết tất cả lực lượng ở tại miền Nam, giải cứu Kherson, rồi chúng ta sẽ giải cứu tất cả những tỉnh thành khác, Zaporizhzhia, Mitipol, Mariupol, và chúng ta làm chuyện đó một cách rất là dễ dàng. Sau đó lại giúp đỡ vùng Donbass, vẫn còn kịp thời gian. Vì hiện bây giờ lực lượng quân đội của Nga đã hao mòn sức lực. Theo nguồn tin tình báo của Anh Quốc công bố, ngoại tuyến hành trình chính xác của Nga đã cạn kiệt. Và Nga đã dùng những vũ khí lỗi thời, nó không còn có cái là hiệu quả chính xác nữa. Và hiện bây giờ Nga vẫn có bắn thì vẫn có bắn, nhưng không bắn nhiều giống như xưa nữa. Không bắn giống như là mưa đổ nữa. Kho vũ khí của Nga cũng đang mệt mỏi và cạn kiệt. Phía bên Ukraine cũng không tốt lành hơn bao nhiêu. Những cái pháo mà do Mỹ viện trợ, Pháp viện trợ, Anh Quốc viện trợ, đạn của họ cũng bị mất mát do sự tiêu hủy của Nga là một, do sự bắn đáp trả để lấy lại những tỉnh thành ở miền Nam vừa qua, thì họ đã cũng cạn kiệt rồi. Hai bên cũng đang cạn kiệt sức lực. Nhưng cái khác biệt là sĩ khí của quân đội của Ukraine càng ngày càng tăng cao, còn của Nga càng ngày càng tụt dốc. Vì hiện bây giờ Nga không thể cung cấp đủ lương thực và thiết bị cho binh sĩ của họ. Nên lý do đó mà các quý vị thấy một cái quốc gia cường mạnh giống như Nga bây giờ mà lại phải lùi bước, mà phải càng ngày chúng ta đều thấy rõ họ sắp sửa thất bại rồi. Họ thất bại thấy rõ nét rồi. Vì cái mục tiêu ở tại thành phố Sibenones tới ngày hôm nay vẫn chưa đạt được, và không biết chừng nào sẽ đạt được. Có thể là một tháng nữa, cũng có thể mãi mãi Nga không mà đạt được cái vùng Donbass. Hiện bây giờ lực lượng quân đội của Nga đã thấy rõ được là họ không còn có đủ khả năng công phá mạnh mẽ giống như ngày đầu nữa rồi. Càng ngày nó càng chậm và càng ngày Nga tổn thương. Tổng thống Zelensky lên án. Ông ta nói rằng là tôi công bố cho các quý vị biết, ngày hôm nay binh sĩ của Nga đã thiệt mạng 32.000 binh sĩ. Và Nga đã vẫn tiếp tục hy sinh để có sự bành trướng, cái sự hao muốn tham bờ cõi lớn rộng của ông Putin. Và Putin sẽ sẵn sàng để cho binh sĩ tiếp tục chết, tiếp tục chết. Đây 32.000 binh sĩ chết một cách vô lý, một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Và Putin vẫn tiếp tục làm 32.000 binh sĩ. Tất nhiên, cái con số này thì chúng ta không thể kiểm chứng được. Đây là con số của phía bên Ukraine công bố. Nhưng cái sự thật nó không xa bao nhiêu đâu. Sự thật nó không xa bao nhiêu các quý vị. Cái sự thật với con số 32.000 nó không xa bao nhiêu cả. Thì các cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được một điều là tình hình chiến sự của ngày hôm nay, sự anh dũng của quân đội Ukraine, họ đang trụ được rất là tốt ở tại thành phố Sibenones. Mấy ngày trước là Nguyên nghĩ là họ đã thất thủ rồi đó. Nhưng bây giờ ngược lại, quay trở lại điểm cũ, 50-50 ở tại Sibenones, giao tranh ở trong thành phố vẫn tiếp tục xảy ra. Ngoài ra, cô chú anh chị em ở miền Nam thì đạt được những thành quả mà chính Tổng thống Zelensky đã công bố cho chúng ta biết. Nhưng bữa nay có một bản tin không vui, đó là Nga đã tấn công vào cái thành phố ở miền Tây. Miền Tây, Đông Tây, cô chú anh chị em, miền Tây, thành phố Kyiv, một cái thành phố có khoảng 30.000 dân số và cách cái đất nước Rumani 140 cây, đã bị ngoại tiễn của Nga đã bắn vào và đã làm khoảng 22 người đã bị thương.
Nga cho rằng là họ bắn vào cái thành phố miền Tây đó, phía Tây đó, là bởi vì cái thành phố này là một cái nơi đang chứa vũ khí chống tăng mà họ cần phải tiêu hủy. Có thật gì hay không thì Nguyên không biết, nhưng mà theo báo chí cho biết là họ đã có hơn 20 mấy người đã bị thương. Thì thực tế là hiện bây giờ tại đất nước Ukraine không có một cái nơi nào là một cái nơi an toàn hết. Có thể bị quả tiễn của Nga đột ngột bắn bất cứ một lúc nào. Đặc biệt là Nga thường hay bắn bằng ở bờ biển, biển Đen. Vì hiện bây giờ quả tiễn của Nga trong những chiếc tàu ngầm, những khu trục hạm họ còn. Nên là họ lợi dụng từ đó để họ bắn lên. Nên là cái sự việc mà không được an toàn trong đất nước Ukraine là chỗ nào cũng có. Nhưng mà có một cái điều mà Nguyên nể người dân Ukraine rất là nể. Bây giờ cho Nguyên hỏi cô chú anh thêm một câu. Người dân Việt Nam chúng ta, cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta, cái GDP Việt Nam nó cao hơn Ukraine đúng không? Cao hơn Ukraine. Đảng Cộng sản Việt Nam rất là tự hào là cái GDP của Việt Nam cao hơn Ukraine gấp đôi. Người dân Ukraine trong cuộc chiến tranh họ mới đi tị nạn. Người dân Ukraine họ mới đi tị nạn. Chứ ngày đó họ không có đi. Họ ở đất nước họ không đi. Và bây giờ cái con số mà đã đi tị nạn ra khỏi đất nước là gần 7 triệu người. Mà các quý vị có biết ngày hôm nay họ thống kê cho chúng ta biết có bao nhiêu triệu người đã quay trở lại không? Con số chính thức là 2 triệu rưỡi người đã quay trở lại đất nước. Khi lúc đó họ đi tị nạn, họ qua bất cứ một quốc gia châu Âu nào ở đây, họ được đối xử giống như người địa phương. Họ được tiền trợ cấp, họ được đi làm, con họ đi học, họ bệnh được trị bệnh trong bệnh viện. Họ sống ở Tây Phương này tất nhiên là tốt hơn ở tại Ukraine rất là nhiều lần. Thì họ sống ở tại Đan Mạch, họ sống ở tại Pháp, họ sống ở tại Đức thì tất nhiên là cái cuộc sống của họ sẽ tốt hơn tại Ukraine vì cái môi trường sống nó an toàn vì tại sao họ về. Nếu các quý vị nghĩ là người Việt Nam chúng ta đi, nếu mà chính phủ thế giới, những quốc gia thế giới họ chấp nhận người Việt Nam chúng ta tị nạn thì sẽ có bao nhiêu người rời đi? Sẽ có bao nhiêu người về rời đi? Nhưng tại sao người dân Ukraine họ đi tới nước ngoài rồi, họ được một cái nơi mà kêu là an toàn, lo lắng cho họ, có công ăn việc làm, có tiền, có bạc. Vì tại sao họ về lại đất nước của họ? Đi sạch hả? Các vị nói đi sạch hả? Tại sao họ về lại đất nước của họ? Tại sao vậy? Họ khùng hả? Không. Các cô chú và anh chị em không. Vì khi họ đi, đầu tiên họ đi vì là cái sợ hãi. Họ thiếu cái niềm tin về cái đất nước này có thể chiến thắng. Họ đi vì họ nghĩ là cái đất nước này không thể thắng được, trụ được với Nga được. Và họ bỏ họ đi. Nhưng khi họ nhìn thấy cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 4 tháng và binh sĩ của Ukraine đã đạt được những thành tựu, nên là họ không đi nữa. Họ về cùng với dân của họ, với đất của họ để mà chiến đấu. Họ không cầm súng được là phụ nữ, trẻ em không cầm súng được. Nhưng họ có thể giúp bằng tinh thần. Họ có thể nấu cơm, giặt giũ, may quần áo để cung đắp cho quân đội, để cho sức mạnh của quân đội chiến đấu. Và đã hơn 2 triệu rưỡi người đã quay trở lại đất nước. Các quý vị có thấy không? Thấy cái lòng ái quốc của người ta mà mình phải nể phục. Khi lúc đó chúng ta khỏi để nói xa xôi, nói đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Nếu mà cho được đi như thế, được tị nạn như thế là Nguyên nghĩ là Nguyên đi. Bà con, cô bác người ta đi hết. Chỉ còn đảng viên có những nhà tỷ phú giàu có thôi. Còn tại sao người dân Ukraine và họ quay trở lại? Vì họ đang muốn bảo vệ đất nước, vì họ tin rằng cuộc chiến tranh này họ có thể thắng được. Họ tin rằng cuộc chiến tranh này họ có thể thắng. Và họ thắng nên họ không đi nữa. Họ không đi nữa, họ quay trở về. Họ góp một bàn tay để giúp đỡ cho đất nước mạnh lên, lớn hơn. Vì các quý vị còn nhớ, cách đây rất là lâu, Nguyên có chia sẻ với các quý vị một đoạn video của một người Nga ở đất nước Ukraine mà ông ta nói tiếng Việt vì ông ta tiếp xúc với người Việt Nam rất là nhiều. Nguyên còn nhớ kia là chú Sơn. Chắc là các quý vị nào không biết còn nhớ không? Cái video cách đây mấy tháng rồi. Chú Sơn, chú nói tiếng Việt rất là giỏi mà nói giọng Bắc nữa, là bởi vì chú chơi với người Việt Nam ở tại nơi đó. Chú nói rằng á, hiện bây giờ cái làng của chú bị Nga chiếm đóng, người ta đi hết rồi. Mà chú nói là chỉ còn chú với vợ chú ở đó thôi. Chú nói đi hết rồi ai giữ đất nước? Một cái quốc gia mà người ta đi hết là đất này đâu còn có chủ quyền nữa. Nên chú Sơn chú vẫn ở lại. Chú nói là nếu đi rồi ai là người bảo vệ đất nước đây? Ai là về đất này đây? Chú Sơn chú nói đó. Tôi không hiểu Nga kêu giải phóng. Tôi là người Nga nè. Giải phóng cái gì?
trước khi Nga đến, tôi ăn sống, tôi sống, tôi tốt, tôi vui, tôi vẻ, tôi đi chơi, tôi có đủ thứ cộng đồng, người Việt, người Ukraine, người Nga, chúng tôi sống rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Từ khi Nga đến, bom đạn khắp nơi, đi đâu cũng không được, rồi chết chóc khắp nơi. Bây giờ cơm cũng không có ăn, nước cũng không có uống, giải phóng kiểu gì vậy? Tôi là người Nga nè. Đây là lời chú Sơn chú nói. Bây giờ Nguyên không biết chú Sơn bây giờ chú ra sao, bây giờ thì Nguyên không có biết. Vì mấy nay thì cái tin tức về chú Sơn nó cũng mất tích rồi. Vì cuộc giao tranh nó khốc liệt hơn thì cũng không biết như thế nào nữa các quý vị. Thì các cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là một cái điều đó là những người nhân chứng ở tại đất nước Ukraine và người Nga. Họ là người Nga, họ là nhân chứng một sự thật. Và chúng ta đều thấy rõ được là cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh phi lý, một cuộc chiến tranh cướp bóc, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng có ý nghĩa là thực tế Putin vào để cướp đất mà thôi. Cướp đất, cướp tài sản, cướp tài nguyên, cướp phụ nữ, cướp những gì mà họ cướp được. Sau khi cái cuộc sự việc nó đã xảy ra thì người dân Ukraine khởi đầu cuộc chiến thì họ sợ hãi. Vì ai cũng biết được là cái khí tài quân sự của Nga nó lớn hơn Ukraine gấp 10 lần. Lực lượng của Ukraine rất là yếu. Thì tất nhiên ai cũng phải sợ hãi và đi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Nên là chúng ta hãy tin. Cái gì cũng xuất phát từ niềm tin. Nguyên tin là đất nước Ukraine sẽ trụ được. Và Ukraine sẽ làm hao mòn đất nước Nga. Và từ đây sắp tới, Nga sẽ không còn dám xâm lược với bất cứ một quốc gia nào cả. Và Nguyên tin rằng thế giới từ giây phút này nó sẽ thay đổi. Cái quan điểm, cái nhìn của thế giới nó sẽ thay đổi với những cái quốc gia cường mạnh. Vì từ đây sắp tới thì những quốc gia cường mạnh họ không thể làm bậy được nữa. Họ không có thể xua binh đánh một cách bừa bãi. Họ không có thể làm bậy được vì thế giới ngày hôm nay họ biết bảo vệ kẻ yếu. Họ mới biết bảo vệ công lý. Họ mới biết bảo vệ sự thật. Và từ lúc đó sẽ thay đổi vô cùng. Và nhờ đâu? Nhờ sự hy sinh của người dân Ukraine. Nguyên nói thật sự với cô chú anh chị em, cái sự đổ máu của người dân Ukraine, họ không phải đang bảo vệ đất nước của họ không, mà họ đang bảo vệ cái nguồn tự do và sự công bằng của mỗi quốc gia. Tự do thì nó quá cao, Nguyên nói là cái sự công bằng. Là có nghĩa là công bằng như thế nào? Quốc gia anh lớn, quốc gia anh nhỏ, anh được điều sự tôn trọng giống nhau hết. Anh có cái chủ quyền quốc gia của anh và người ta không được quyền xâm phạm được. Không phải là anh lớn mạnh rồi anh có quyền làm cái gì anh làm. Anh có thể chà đạp tôi, anh có thể ăn hiếp tôi. Và Ukraine đang làm chuyện đó. Ukraine là cái chiến đầu pháo đầu đầu tiên. Nếu chúng ta không ủng hộ Ukraine, để cho Ukraine thất bại, thì cái hình ảnh của đất nước Ukraine thì chúng ta sẽ nhìn thấy được hàng loạt những quốc gia khác trên thế giới đều làm tương tự như vậy hết. Thí dụ là Tàu, thí dụ là Hoa Kỳ, thí dụ là Canada, thí dụ là Pháp và Đức. Thì họ tại sao nó vậy? Tại sao chúng tôi không có thể giống như xưa? Nếu các quý vị nào có học một chút xíu về lịch sử và có coi những cái bộ phim lịch sử thì các quý vị cứ biết vào năm 1970 mấy, năm 1600 mấy, thì tại châu Âu họ làm cái gì? Ông Pháp, ông Đức, ông Tây Ban Nha, ông Ý, họ cầm cái bản đồ của thế giới như thế này. Bắt đầu họ chia ra, họ nói là cái này của tao, cái này là của tao, cái này là của tao. Họ chia như thế đó. Họ không cần biết là ở đó có dân tộc gì sống, mà họ chia nhau, đó là của tao. Và bắt đầu họ đem binh sĩ của họ, họ xâm lược. Nên Việt Nam của chúng ta mới trở thành hơn 100 năm với sự cai trị của đất nước Pháp. Vì bởi vì con người chúng ta văn minh, con người chúng ta tiến bộ, nên chúng ta đã không làm những cái chuyện đó nữa. Và chúng ta biết tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia. Chúng ta biết tôn trọng văn hóa của mọi quốc gia khác. Và quốc gia nào cũng được giống như nhau và tôn trọng cả. Và không có một cái sắc tộc nào cao hơn cái sắc tộc nào hết. Và chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau. Vì bởi vì chúng ta văn minh nên chúng ta mới đi vào cái thời đại là 4.0 năm 2022. Nhưng tiếc thay các cô chú và anh chị em, cái đầu óc của ông Putin thì ông ta vẫn còn sống trong cái thời mà nó xa xưa, nó không hợp với thời đại. Và nếu để cho ông ta thành công, đạt được những mục tiêu của mình, thì ông ta làm được thì tại sao Tàu Cộng không làm được? Và tại sao Hoa Kỳ không mở bờ cõi của mình được? Tại sao Canada hay những quốc gia cường mạnh tại sao không mở bờ cõi? Nếu nói như họ là cái trật tự thế giới này nó là hỗn loạn, và những quốc gia nhỏ của chúng ta, những cái quốc gia yếu kém về nền kinh tế và quân sự sẽ là những cái quốc gia bị người khác chà đạp. Và cái lý do đó cũng là một cái lý do chính đáng mà cả thế giới ngày hôm nay họ đã quyết định đối đầu với Putin.
Tuy rằng họ biết rằng đối đầu với Putin là sẽ đem đến cái khủng hoảng và có thể đem đến xung đột vũ khí hạt nhân và có thể tiêu hủy nhân loại. Nhưng nếu để cho Putin thành công, thì nhân loại cũng đã bước vào trong trạng thái hỗn loạn và tiêu hủy. Vì thực tế là như vậy mà. Vì thực tế Putin làm được thì tại sao Nga, tức Tàu Cộng làm không được? Vì Nga làm được thì Tàu Cộng làm được. Thì cái điều đó Nguyên nghĩ là ai cũng rất là dễ hiểu khi trong một cái giai đoạn mà chúng ta bắt buộc. Nên là gần đây nhất cô chú anh chị em cũng biết là cái bà người thứ hai ngoại giao của Hoa Kỳ đã ghé thăm Việt Nam. Thì bà ta nói rằng là mỗi quốc gia đều có cái lập trường riêng, có một cái quan điểm riêng. Tôi tôn trọng Việt Nam, có cái nhìn của Việt Nam, có cái nhìn của Việt Nam. Vừa qua thì Việt Nam đã bỏ phiếu trắng, bỏ phiếu trống để ủng hộ Nga, vân vân và vân vân. Tôi không có nói vấn đề các quý vị có quyền lựa chọn. Nhưng tôi sẽ chia sẻ những thông tin, những cái gì tôi và Nga ngoại giao để cho các quý vị nhìn thấy rõ được cái khuôn mặt Nga như thế nào. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức của mình để kêu Nga ngồi lại nói chuyện, không xâm lược Ukraine. Nhưng thực tế Nga không bao giờ muốn điều đó. Cái Nga muốn là muốn nuốt trọn đất nước Ukraine. Và chúng tôi đã nỗ lực hết tất cả. Bà Simon bà đến Việt Nam là cái mục đích của bà. Bà muốn gửi một thông điệp cho Việt Nam. Chúng ta biết rằng anh muốn lựa chọn như thế nào đó là quyền của anh. Nhưng tôi đưa cho anh biết được là cái thực tế Nga muốn cái gì. Nga đang muốn xâm lược đất nước người khác với những cái lý do vô lý mà Nga bịa đặt ra cứ mỗi ngày là giải phóng tân phát xít. Nhưng thực tế Nga đang muốn nuốt trọn đất nước của người ta. Và nếu những cái thông điệp đó được sự ủng hộ của các anh thì các anh phải chấp nhận số phận trong những ngày kế tiếp Tàu Cộng sẽ xâm lược anh hay một quốc gia khác đánh anh. Anh phải chấp nhận cái số phận đó. Còn anh lựa chọn như thế nào đó là chuyện của anh. Nhưng tôi nói cho anh biết cái điều đó. Nếu anh đã chấp nhận cái điều đó và anh ủng hộ cái lý lẽ đó là lý lẽ đúng, thì trong những ngày kế tiếp và những năm tháng kế tiếp, anh phải chấp nhận có những quốc gia khác sẽ xâm lược và tấn công anh. Thì đây là những cái sự việc mà Nguyên muốn chia sẻ với các vị thấy rõ được là cái tình hình chiến sự của ngày hôm nay. Người ta không thể chấp nhận được để cho Nga lấy Ukraine là bởi vì cái lý do đó. Chứ thực tế cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh tai hại. Nó đã làm cho cái nền kinh tế cả toàn cầu trên thế giới nó lạm phát. Và người dân bây giờ sống khó khăn. Và bây giờ người dân bắt đầu xuống biểu tình khắp nơi trên thế giới hết. Nước này nước nào cũng có. Và bắt đầu trong những tháng kế tiếp cả thế giới này nó hỗn loạn vì lạm phát. Nhưng tại sao họ vẫn phải ủng hộ Ukraine? Vì ủng hộ Ukraine họ được cái gì? Ủng hộ Ukraine vừa tốn tiền cho Ukraine. Hiện bây giờ nó Hoa Kỳ không, họ chi ra gần 50 tỷ rồi đó. 50 tỷ của Hoa Kỳ rồi đó. Liên minh châu Âu chi ra gần 20 tỷ rồi đó. Ủng hộ Ukraine, họ được cái gì? Họ phải nhận hàng loạt mấy triệu dân tị nạn nữa. Họ được cái gì? Họ được lợi ích gì ủng hộ Ukraine? Chỉ nguyên một cái chỗ lợi ích đi. Vì tại sao họ lại bắt buộc họ phải ủng hộ? Vì họ không thể để cho trái đất chúng ta đi quay ngược lại thời gian một cái thời ăn long ở lỡ và cái bộ não nó chưa có phát triển. Cô chú anh nha, cái bộ não chưa có phát triển vì họ là những cái quốc gia đã từng xâm lược người khác, họ biết cái điều đó. Họ có một cái văn hóa biết bao nhiêu ngàn năm xâm lược. Họ đã biết cái sai của họ, họ không muốn lịch sử lặp đi lặp lại cái sai trái thêm một lần nữa. Nên là biết đối đầu với Nga là một sự tai hại, nhưng bắt buộc họ phải đối đầu. Nguyên tin chắc là trong những ngày kế tiếp thì ba vị lãnh tụ châu Âu, Pháp, Đức, Ý, ông ta sẽ phát biểu tương tự giống như cái lời mà Nguyên chia sẻ với các quý vị. Nguyên sẽ chia sẻ giống tương tự và ông ta sẽ cam kết với Ukraine, ủng hộ Ukraine đến hết mình. Nguyên tin chắc cái điều đó. Và hiện bây giờ cái quốc gia mà có thể là hết lòng với Ukraine nhiều nhất ngoài Ba Lan ra đó là Anh Quốc. Nhưng trong những ngày kế tiếp thì các quý vị sẽ thấy rõ được ba lãnh tụ này sẽ cam kết với Ukraine, họ sẽ viện trợ cho Ukraine đến ngày cuộc chiến tranh chấm dứt. Vì cuộc chiến đến ngày hôm nay không thể nào không giải quyết bằng một cách là ép Nga phải lùi bước và Nga phải ngồi lại đàm phán cả. Và trong những ngày kế tiếp Nga bắt buộc phải đàm phán mà thôi. Trừ khi Putin nổi cơn điên của mình dùng những vũ khí điên cuồng để tiêu hủy đất nước Ukraine. Mà hiện bây giờ ông ta đã làm rồi. Ông ta đã làm. Tất cả những cái thành phố nào mà quân đội của Nga bước chân đến thì tất cả những thành phố đó đều bị tiêu hủy hết.
làm cho Nguyên nhớ một cái vị rất là nổi tiếng mà vô cùng tàn bạo, đó là Thần Cát Thư Hãn. Chiến lược của Thần Cát Thư Hãn là gì? Đi đến đâu là cỏ không còn mọc được nữa. Thì hiện bây giờ Putin cũng áp dụng tương tự cái chiến lược giống như Thần Cát Tư Hãn. Mục đích là tiêu hủy, cứ tiêu hủy hết, không quan trọng. Người sống, đồ vật sống không quan trọng. Mục đích là tiêu hủy, giết sạch, diệt sạch, đốt sạch, cướp sạch. Cái gì cũng phải sạch hết. Nên là tất cả những tỉnh thành mà của quân đội Nga đi ngang, thì các quý vị cũng thấy rồi. Tội thay cho người dân Mariupol. Hiện bây giờ tình hình của Mariupol nó bi kịch lắm. Hiện bây giờ Mariupol bây giờ người ta nói là hiện bây giờ hàng trăm loại dịch bệnh ở tại Mariupol, chứ không phải một loại, nó hàng trăm loại dịch bệnh ở tại Mariupol. Bây giờ họ sợ bị lệnh truyền nhiễm, họ cũng không thả những người đó ra nữa. Họ không thả những người đó ra vì hiện bây giờ không biết bệnh gì. Hàng trăm bệnh truyền nhiễm ở tại thành phố Mariupol bây giờ. Rồi bây giờ Nguyên không biết cái số phận của những người dân Mariupol trong tương lai họ sẽ ra sao. Cái đó, điều đó mà các quý vị không có hình dung được, cái sự tàn ác đó, giải phóng của Putin đó, giúp đỡ người dân Ukraine đó, giúp đỡ bằng kiểu đó. Bây giờ người dân Ukraine ở tại Mariupol 80-90 ngàn người dân sống còn hơn ở tại địa ngục nữa, trần gian nữa. Thuốc men không có, cái gì cũng không có hết. Vì tại sao vậy? Vì chính bản thân Nga còn lo chu quân đội cho mình chưa xong, thì có tiền, có của, có thuốc men, có lương thực đâu mà lo cho dân Ukraine. Nguyên nói là tại sao phải cần phải tham lam bờ cõi làm gì? Dân của mình lo chưa xong mà lại là muốn mở lớn hơn nữa. Hiện bây giờ một nguồn tin chính thức cho biết ở tại vùng miền đông Lufthansa, cái nơi mà do quản lý của phía bên ly khai, họ đang dựng một cái bệnh viện giải chiến khẩn cấp. Họ đang dựng một cái bệnh viện khẩn cấp, bởi vì sao? Vì binh sĩ bị thương quá nhiều, không còn cái nơi nào để mà trị bệnh cho binh sĩ hết. Vì cuộc chiến tranh, giao tranh ở tại vùng Donbass nó quá thiệt hại. Nguyên nói thật sự các vị, ngày nào hai bên cũng khoảng tầm 500 binh sĩ có thể tử vong một ngày. Vì sự giao tranh nó quá khốc liệt. Quân đội Ukraine họ không bao giờ lùi bước và họ tiếp tục phòng thủ. Quân đội Nga thì quá đông nên sự thiệt hại của Nga quá lớn. Bây giờ binh sĩ của Nga không có chỗ để mà chữa bệnh nữa, thì chỗ đâu mà trị bệnh cho những người già ở tại thành phố Mariupol. Nên hiện bây giờ cái số phận của thành phố Mariupol, Nguyên nói thật sự với các quý vị, cái nơi đó sau này sẽ là cái nơi ám ảnh nhất trong lịch sử của thế giới. Vì chúng ta không có hình dung ra được, vì chúng ta không ở trong cái bối cảnh đó. Khi các quý vị phải hình dung là hiện bây giờ người ở trong thành phố họ không được quyền đi ra khỏi thành phố, và họ không có cái gì ăn, không có gì uống, không có điện, không có điện, không có cái gì cả. Và họ bắt buộc phải sinh tồn bằng cách đi ăn xin. Mỗi ngày quân đội cung cấp nước cho họ và cung cấp lương thực cho họ mỗi ngày, mà càng ngày càng ít đi. Còn những người bệnh, những người già chết la liệt hết. Bây giờ chôn người không mà cũng không thể nào mà chôn kịp nữa. Không phải chết vì chiến tranh, vì chết vì bệnh tật. Chết vì bệnh tật, chết vì đói và chết vì khát. Đó là sự tàn bạo mà cuộc chiến tranh mà Putin đã tạo ra. Nếu từ khởi đầu ông ta không bắn vào hạ tầng, ông ta không nhắm vào bệnh viện, ông ta không nhắm vào cái nhà máy lọc nước, ông ta không nhắm vào nhà điện, thì tất nhiên cái hệ thống nó vẫn hoạt động được. Và người dân người ta có thể có nước, có điện, hãng xưởng người ta có thể hoạt động, người ta làm được. Bây giờ tất cả đều tiêu hủy hết, tất cả đều tiêu hủy hết thì làm sao sống? Làm sao sống các quý vị? Hiện bây giờ cái vấn đề là các quý vị nghĩ là đây á, là chúng ta bước vào mùa, sắp sửa mùa hè, khí hậu còn ấm áp. Còn nếu cuộc chiến tranh này kéo dài đến mùa đông thì sao? Kéo dài tới mùa đông thì sao? Thì người dân Mariupol sống bằng cách gì? Có thể nói đây là một cái sự tàn nhẫn nhất chưa bao giờ có trong lịch sử mà một cuộc chiến tranh đã tạo thành như thế này. Mà đây là cái chiến lược của Putin đã làm trong nhiều tỉnh thành khác, cũng giống như hiệp bây giờ Severodonetsk, y hệt như vậy. Severodonetsk y hệt như vậy. Hiện bây giờ ở tại Severodonetsk thì bây giờ có thêm một cái vấn đề là cái nhà máy khóa học nó bị bốc cháy. Hiện bây giờ cái vấn đề đó nó cũng chưa có rõ. Hiện bây giờ Nguyên không nhận cái nguồn tin là cái thiệt hại nó lớn cỡ nào. Nguyên không biết, Nguyên biết nó bốc cháy, nhưng mà cái sự thiệt hại nó lớn ra sao cũng không có rõ cho lắm.
trong thành phố vẫn giao tranh, cuộc chiến tranh vẫn tấn công. Nên cái nguồn tin chính thức thực tế là cái môi trường ở nơi đó như thế nào chúng ta cũng không rõ. Nhưng mà nếu tiếp tục giao tranh mà cái nhà máy này nó nổ thì hình như tất cả những người ở tại trong đó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Cô chú anh chị em, và chúng ta đều thấy rõ được là cái cuộc chiến tranh của Putin, nó đã cuộc chiến tranh nó càng sai, lúng thêm sai và nhiều sai hơn nữa. Và Nguyên mong là những ai từ đó tới giờ không nhận thức được và còn vẫn còn ngoan cố ủng hộ Nga, hãy nhận thức một điều. Cái sự tàn bạo của Putin nó gây ra cho người dân đáng sợ vô cùng. Và cái điều đó tất cả những nhà lãnh tụ trên thế giới phải nói là chỉ có Nguyên nói thì nói cái gì. Tất cả nhà lãnh tụ trên thế giới, tất cả những báo chí trên thế giới, tất cả mọi người khi họ đặt chân đến những cái nơi mà Nga giống như là Busha thì không có người nào mà có thể cầm lòng được hết. Các quý vị, không có người nào có thể cầm lòng được hết. Thì không thể nói là người ta nói láo được. Nếu có một người nói thì chúng ta có thể nói. Mà hàng ngàn, hàng triệu người đã đến Ukraine rồi. Và bao nhiêu phóng viên nhà báo trên cả toàn cầu, trên thế giới, và đã mở hiện bây giờ hàng trăm văn phòng để điều tra tội ác chiến tranh. Thì không thể nào là không phải là sự thật được. Chúng ta phải mở mang trí tuệ và nhìn thật cái điều đó. Vì không phải là một người, mà hàng triệu người và cả hàng trăm văn phòng điều tra tội ác chiến tranh, là tất cả những gì thông tin đó đều là xác thật hết và đều có bằng chứng cụ thể cả. Chỉ điều là những kẻ tội phạm đó chưa có bắt được mà thôi. Và tại thành phố Mariupol, người ta đã quay trực tiếp những nghĩa địa và những hố chôn người. Cái số lượng người tử vong không đếm bao nhiêu mà cho nó xuể. Mà không phải bây giờ là cuộc chiến tranh, giao tranh, cuộc chiến tranh nó đã chấm dứt. Ở tại Mariupol nó đã kết thúc rồi. Nhưng người chết bây giờ nó còn nhiều hơn từ khởi đầu nữa. Vì chết vì dịch bệnh, chết vì đói, nó còn chết nhiều hơn nữa. Có thể nói là địa ngục trần gian mà do quân đội Nga đã tạo thành. Nên cũng lý do đó mà quân đội của Nga họ thấy cái điều đó. Có những người dân Nga họ có ý thức và họ nhận được cái điều đó, nên họ không có muốn tham chiến. Rất là nhiều binh sĩ của Nga đang muốn đào ngũ. Rất là nhiều binh sĩ của Nga đã bỏ súng xuống. Rất là nhiều binh sĩ của Nga không muốn gia nhập vào trong quân đội. Vì họ đã thấy rõ được cái cuộc chiến tranh này nó không có ý nghĩa gì cả. Và đang làm những hành động tội ác mà chính bản thân và lương tâm của họ không chấp nhận được. Đây là bản tin của Ukraine mới nhất của ngày hôm nay, và Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em với những bài dẫn giải của Nguyên về cái vấn đề cuộc chiến tranh này nó phi nghĩa như thế nào. Và để vì Nguyên thấy vẫn còn có số lượng ít người của Việt Nam vẫn còn cái đầu óc họ vẫn không thể chấp nhận được, và họ cho rằng là những báo chí của tư bản là những báo chí bịa đặt, những báo chí một chiều. Không, không phải một tờ báo mà hàng ngàn tờ báo. Nên nếu nó có một hai tờ báo thì mình nói được. Nhưng đây một hàng tờ báo, 100 người đến thì 100 người đều nói giống nhau. Thì chúng ta phải mở mang một chút xíu và chúng ta hỏi tại sao như thế? Tại sao như vậy? Và chúng ta chỉ có nghe một cái tờ báo của Nga, một cái đài của Nga công bố mà thôi. Khi lúc đó hàng ngàn tờ báo khác thì chúng ta phải nghĩ là nó có một cái vấn đề nào đó, nó không được đàng hoàng, và chúng ta phải hiểu và tìm hiểu sâu xa hơn. Và cho Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới. Cho Nguyên tạm biệt. Bye bye. Lời biển gọi cuối năm, hơn cắm chừng mặt lửa, hơi hoàng sa, mẹ đứng núi sơn cha gửi hồn ra Đông Hải. Đảo nổi giận nên biển cuồng sông dậy, ôi đất nước ông cha tay đứt lòng đau.
súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu. Lòng mẹ bơi bơi, ruột mềm máu chạy, mặt mẹ trông vời, triền môi run rẩy. Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta. Hãy đứng thẳng mà đi, hỡi đàn con từng khua xôi biển cả. Cất cao đầu uống lời thề sông hóa, Hàm Tử Vân Đồn Tây Kết Trường Dương. Vươn chiến công kim cổ Bạch Đằng Giang, số cuồng vọng Bắc Kinh vào biển Mau. Hãy đứng thẳng mà đi, xưa ông cha mình giết Liễu Thăng Hoàng Thao, đánh gục đầu Tôn Sĩ Nghị Hoàn Hoàn. Giờ bè lũ Mau lại xâm phạm biên quan, xua hải tặc cuồng điên lên cướp đảo. Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa, Hoàng Sa yêu dấu. Hồn Đông Hải cuối năm lạnh căm căm hơi bấc, bởi thương con mẹ lên đỉnh sơn trà. Đất đai ta một mảng cũng thịt xương, tổ quốc ta một tấc cũng tim gan. Xương thịt đứt thì tim gan đau xót. Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta. Hãy đứng thẳng mà đi, cứu chân hề, cứu chân ơi, gót nhi nữ ra khơi, đạp tan luồng sóng dữ, chém cá tràng kình, dạ ránh liệt nữ, dũng khí nhụy kiều, gục mặt bắt quân. Hãy đứng thẳng mà đi, hỡi đàn con của cửu lòng bất khuất. Ngạo nghễ trên vai, hồn an lộc tàn điên, mang trong tim dòng máu thép chỉ thiên. Lời phạt bắt thép run hồn biển cả. Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa yêu dấu. Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa, Hoàng Sa yêu dấu. Lời phạt bắt thép run